Chào các bạn, hôm nay cuối tuần mình về các bạn, thì mình soạn đơn ra giao khách. Thường thường là mình đăng video ít là lý do là trong tuần là mình đi làm ở Sóc Trăng các bạn, cuối tuần mình mới về Đồng Tháp, cuối tuần mình mới về nhà, cho nên nhiều khi anh em yêu cầu chụp hình đó thì mình hay điện về ba để ba chụp hình, cho nên nó gửi hình nó hơi lâu, với lại nhiều khi gửi hình nó chậm các bạn cũng thông cảm ha. Với lại cuối tuần mình mới về mình mới đăng clip. Thì hôm nay là về soạn rất là nhiều đơn nè. Thường thường các bạn chốt đơn mình sẽ giao chậm 1-2 ngày các bạn, tại vì mình tổng kết đơn lại rồi mình gửi cho mẹ mình, có một mình mẹ đóng hàng cho nên hơi lâu các bạn. Nè, giống như những cái đơn này là cù lại 2 ngày đó các bạn, cù 2 ngày rồi giờ mình mới đóng nè, chứ không phải là mình gửi cây chậm nha các bạn. Nhiều khi các bạn thấy sau gửi 5-6 ngày các bạn nhót ruột, mà thực chất là mình chưa có gửi, rồi qua hôm sau hoặc là hôm kia nữa mình mới gửi, tại vì rất là tồn rất là nhiều đơn. Một ngày là mẹ mình đóng khoảng tầm 8-9 đơn là thấy là hết gần một ngày đó các bạn. Tại mình đóng kỹ ha. Nè các bạn thấy không? Rất là nhiều công đoạn ha. Mình có nịch gốc, nịch tre gì trong đây nữa nè các bạn, chứ không phải là bình thường nha. Rồi mình mới bấm báo, rồi mình mới đóng. Một cây đóng tầm giá là 15-20 phút một đơn. Lại mình còn làm những cái việc khác nữa cho nên đóng không có kịp đó. Hôm nay mình soạn ra một số cây đang cháy nè, mình sẵn mình quay clip cho bạn xem luôn. Với lại cây thì nó cũng còn không còn nhiều. Hôm trước thì mình tính là tháng 11 mình nhập hàng, mà quá trời hút hàng các bạn, quá trời hút hàng, hổm gài khách đặt cũng khá là nhiều rồi, cây cũng đang vơi dần rồi, sắp hết cây rồi, cho nên mình tính là chủ nhật tuần này mình sẽ nhập về thêm một mớ hàng để chữa cháy các bạn. Tại hôm trước mình tính là tháng 11 mới về, nhưng mà hàng hổm gài khách đặt nhiều quá. Đây có một số cây tứ quý nè. Tứ quý thì hiện tại đang vô mùa nữa các bạn, trái rất là nhiều đó, mình soạn mình quay ha. Thì mình soạn ra cho các bạn dễ nhìn ha. Nhiều khi mình quay chung chung các bạn không có nhìn được cái dáng cây đó. Soạn ra cho các bạn dễ nhìn dáng cây nè đó. Cây tứ quý thì đang vô mùa là ra trái rất là nhiều ha. Đó. Nhiều khi mình quay 12 vụ nhiều đó, thì các bạn cứ mua 12 vụ thôi, các bạn lãng quên tứ quý nè. Tứ quý thì trái nó cũng rất là nhiều đó. Trái chín nó màu tím đen ha các bạn. Cái hai cây này là có một anh khách đặt rồi các bạn nè. Hai cây này là mà mình tính soạn ra mình quay clip, nhưng mà cái anh thấy đẹp quá anh đặt luôn, anh đặt hai cây. Anh này là khách cũ ha, anh đã mua cây 12 vụ rồi, giờ anh mua hai cây tứ quý nữa. Thì cái loại này là loại 1,1 triệu mình bao ship nè, 1,1 triệu bao ship nè. Cái chiều cao nó là khá là cao các bạn. Thường thường á, mình nói cái chiều cao là mình nói tầm trung thôi các bạn. Có nghĩa là một lô thì cái chiều cao nó ngang ngửa nhau vậy đó, thì mình nói tầm trung thôi. Có nhiều khách về đo cái không chính xác, chênh lệch nhau 100 cm vậy đó, thì cứ nói mình sao mà nói không chính xác. Nói chung là cây thì nó có chênh lệch nhau kiểu cái đọt này, các bạn thấy không? Cái đọt một gang tay của mình là 25 cm rồi. Đó, thì nó vuốt đọt lên là nó đã cao hơn tí rồi. Mà thường thường mấy cây này là nó cao ngang đầu mình, hơn đầu mình tí các bạn, là tầm 1m6, 1m7 á, nhưng mà thường thường mình báo với các bạn là tầm 1m3, 2m4. Có khi mình có cắt xả tàn nữa các bạn. Đây mình cho các bạn xem một số cây mình cắt xả tàn nè, tại vì nó cao quá. Nè đây, mấy cây này là mình cắt xả tàn nè, nó cao quá, cao quá thì mình cắt xả bớt. Rồi các bạn thấy cái cây bên đây nè, ra trái nè, tuốt trên đây luôn ha, dữ dằn ha. Đây là cây 12 vụ nè, loại 1,4 triệu nè. Đó, sẵn tiền mình quay cho các bạn xem loại 1,4 triệu luôn. Hổm gài có rất là nhiều bạn yêu cầu mình chụp hình cái loại 1,4 triệu. Nhưng mà bây giờ nó đã hết hàng, nó chỉ còn có vài cây thôi. Nhiều khi mình chụp tới chụp lui có mấy cây xấu các bạn lựa không được. Đó, cho nên là sẵn mình thông báo cho các bạn là cái lô 1,4 triệu nó cũng sắp hết rồi. Đây thì mình gom ra mình soạn đây được một hàng nè các bạn. Một hàng loại 1,4 triệu nè, nên quay sơ sơ cho các bạn xem ha. Đây, lô 1,4 triệu thì còn bao nhiêu đây thôi. Bầu giải ha, còn cái chậu đỏ lô 1,4 triệu á thì còn được 3 cây các bạn. Còn bầu giải nè, mình đã soạn ra sẵn nè. Đó, mình quay cho các bạn lựa ha. Ví dụ các bạn thấy cái gốc nào đẹp các bạn có thể chụp màn hình lại, gửi cho mình để mình soạn ra ha. Cái này là mình quay cái gốc rộng cho nên các bạn thấy cây nhỏ nha, nhưng mà thực chất cái hoành này là tầm 10 đến 11 cm lận nha. Nè mình quay gốc rộng thì nên các bạn thấy nhỏ nè,
đó. Mấy hoành này là 10 đến 11 cm. Đây quay rộng để cho các bạn thấy cái dáng cây nó đều ha. Mấy cây này là nó đang nhú hoa nha các bạn, nè, đang nhú hoa li ti nè. Đó, nhú hoa li ti nè. Về có thể vận chuyển tới các bạn thì mấy cái hoa này nó sẽ bị khô, bị rụng á. Tại vì nó để trong hầm xe tải á, nó sẽ bị nóng, nó sẽ bị rụng bông. Nhưng mà các bạn yên tâm, rụng bông sẽ nó ra nữa. Hay khi mình quay thấy bông mà về nó không thấy bông là nó rụng các bạn. Nói chung là lô 1,4 triệu á, người khách lựa toàn là lựa gốc hết trơn rồi. Cho nên nó chỉ còn những cái dáng như vậy nè, dáng đơn giản giống vậy nè. Đó. Còn cái lô 1,1 triệu thì nó thẳng thôi chứ nó không có như 1,4 triệu ha. Chiều cao của nó là nó ngang cái vai mình đó bạn, là tầm 1,4 m ha. Tầm 1,4 m. 2 4 6 cây, còn được 6 cây bầu giải loại 1,4 triệu. Cây này thì nó thất bại cái rồi là nó có nạn ha. Nạn thun nè. Thường thường những người mà chơi kiển, chơi phong thủy đó, người ta không thích chơi cây có nạn ha. Nạn là từ từ mà tai nạn đó bạn. Nhưng mà dành cho những người mà người ta chơi kiển, chơi mà phong thủy thì người ta mới quan tâm tới điều đó thôi. Còn như mình thì mình chơi là cây ăn trái thì nó sẽ bình thường ha. Chủ yếu là có nhiều thân là được. Đây nè. Nè, đây được một cái cây sót lại, được cây gốc quái nè. Được 2 cây gốc quái nha các bạn. 2 cây gốc quái, không phải là quái mà là rễ nổi là nó hình này hình kia đó, hình như hình thú vậy đó. Thường thường người ta chơi kiển người ta hay gọi là hình thú các bạn. Nè, anh em nào đang săn thế kiển á thì tậu 2 cây này về ha. Chỉ còn 2 cây duy nhất các bạn. Thì chủ nhật mình đi nhập hàng thì mình sẽ lựa tiếp những cái thế giống vậy ha. Bây giờ mấy cái thế này nó hút hàng quá, mấy cái loại 1,4 triệu này hút hàng, rất là hút hàng luôn. Để coi chủ nhật nếu mà có hàng thì mình sẽ lấy về ha. Với lại các bạn, thêm một cái trường hợp nữa mình nói về giá nè. Có nghĩa là mình là cũng là người đi mua giống như các bạn vậy đó bạn, chứ không phải là mình là chỉ là người bán không. Tại vì mình đi mua rồi mình về mình mới bán lại các bạn, cho nên á mình biết, mình cũng biết là cái yêu cầu của người đi mua là như thế nào. Với lại các bạn về giá, các bạn thường hay so sánh giữa shop này với shop kia các bạn. Mà mình nói với các bạn á, là cây cảnh á, là nó không có giống một cái thế nào hết trơn, nó không có giống nhau một cái điểm nào hết trơn. Nó cũng như con người mình á, mỗi cây mỗi thế, mỗi cây mỗi dáng. Giống như thí dụ như các bạn qua cái shop kia, nó bán cũng cùng một loại này, cũng kích cỡ giống vậy. Nhưng mà cái cây nó không được giống như vậy. Đó là nó đã có cái giá trị khác rồi. Cho nên mình nói với các bạn mà tìm được một cây ưa thích thì các bạn nên mua đi, để qua đợt là nó sẽ không có. Còn cái chuyện mà các bạn so sánh giá thì đối với cây cảnh mà các bạn so sánh giá như vậy thì không đúng. Tại vì thí dụ như các bạn một cái cây giống như nè, nó thẳng xuống đùi nè, mà nó chỉ cần nó lắc qua một nhẹ một cái là nó đã có một cái điểm khác cái cây kia rồi, là nó có giá trị hơn cái cây kia đó các bạn. Tại thường thường mình đi mua, mình cũng là cái người mà đi nhập cây cảnh gì mình bán nè. Mình mà thấy cây đó đẹp là giá nào mình cũng lấy về hết trơn. Tại vì mình lấy về mình chắc ăn là mình sẽ bán được khách. Nó dù là giá nó cao hơn 100 ngàn, 200 ngàn vẫn bình thường ha. Rồi với lại mình nói cho bạn biết lý do là cây bên mình á, giá nó cao hơn shop khác 100, 200. Lý do là khi mình đi mua, mình mua lô, mình mua nguyên xô thì nó sẽ giá khác. Và mình mua lựa thì nó sẽ giá khác các bạn. Ví dụ như người ta cho các bạn lựa đó, nhưng mà cái giá nó sẽ cao hơn là các bạn mua nguyên xô. Còn mấy bạn mua nguyên xô là trong đó nó sẽ có những cây xấu nè, những cây ốm nè, những cây lùn nè, đó là các bạn phải chịu, chứ không phải là nó đều kích cỡ giống như vậy. Cho nên thường thường những cây bên mình nó đều go và nó đẹp đều á, lý do là mình lựa từng cây và mình chấp nhận mua cái giá sỉ cao để mình lựa được cây đẹp để về cho các bạn, bán cho các bạn. Thì các bạn nghĩ coi, trên lệch 100 ngàn mà các bạn đi so sánh là nhiều khi có nhiều khách hàng nói mình cũng rất buồn luôn. Mình đã cắt công mình đi lựa từng gốc cho các bạn rồi. Là thứ nhất á, là đã lựa từng gốc rồi và mình chấp nhận là lấy cái giá sỉ cao để mình lựa từng gốc. Thì người ta nói mình đó là bây giờ tôi bán anh nguyên cái lô đó đó là giá sỉ như vậy, là giá nguyên lô. Còn anh lựa thì giá nó sẽ cao hơn. Nó mình đã chấp nhận lựa. Nó cho nên nó cây nó đẹp. Rồi các bạn đi cứ đi so sánh là sao shop mình bán cao hơn shop khác. Nhưng mà nó cao hơn là nó đẹp hơn.
thì cái nào nó cũng có cái giá của nó hết các bạn đó. Cho nên mình nói với các bạn về cái vấn đề như vậy, thì nhiều khi các bạn đi mua hàng á, các bạn cũng có cái tâm tâm trạng là muốn được giá thấp, nhưng mà giá thấp mà các bạn có chấp nhận giá thấp mà mua được cái cây không ưng ý không? Ví dụ cái cây mình đang ưng ý mà mình đi so sánh giá thì mình đã vuột mắt cái cây ưng ý của mình rồi. Rồi ví dụ các bạn mua thấp hơn 100 ngàn nhưng mà về các bạn ngắm cái cây nó không được đẹp thì các bạn có chấp nhận không? Có nghĩa cái người đi chơi kiểng là người ta ngộ lắm. Cái cây đó dù là cái cây đó nó như thế nào, miễn là nó đúng ý đẹp đúng thế là giá nào cũng mua hết. Tại thường thường ta nói kiểng là vô giá mà, nó đâu có như là những cái đồ gia dụng của mình mà nó y ba game được. Ví dụ như các bạn ăn một dĩa cơm đi, dù một cái dĩa cơm nó ngon thì cái giá nó sẽ mắc hơn cái dĩa cơm mà không ngon. Đó là gì, dù cây đẹp thì cái giá nó sẽ mắc hơn, nhưng mà thí dụ mình nói mắc hơn thì nó mắc hơn tầm một cái giá mà mình chấp nhận được, chứ không phải là mắc mắc gấp đôi gấp ba gì đó là như vậy. Thì do mình lựa từng cây cho nên cái giá sỉ mình nó mặc định là nó đã cao hơn người ta mua nguyên lô rồi đó. Cho nên thường thường những cây bên mình không có đăng sale, là lý do là vậy các bạn, tại vì mình nhập về là mình bán hết à, nó không có còn cù lại lâu. Tại vì cây, ví dụ cây xấu, cây mà bị lỗi á, thì mình mới đăng sale. Mà đa số là kênh mình là ít khi mình đăng sale là lý do vậy. Tại vì mình lựa từng cây là nó đã hoàn chỉnh rồi, cơ bản là đã hoàn chỉnh rồi. Cho nên ít có cây sale á các bạn. Nè, mấy cây này nè, cũng là loại lô to nè, là chậu đỏ nè. Thì mình chỉ còn 3-4 cây thôi, đang trái nè ha. Đó, cho nên các bạn mua hàng bên mình á, giá thì các bạn yên tâm. Mình thứ nhất là mình bán không phải là mình đưa giá mà gọi là đưa giá đại, đưa giá mà bất chấp đâu. Mình cũng cập nhật giá cùng thị trường. Ví dụ mặc dù là mình biết là cái giá mình sẽ cao hơn cái shop khác 100 ngàn đó, 50 ngàn đó, rồi rất là bình thường. Tại vì lý do là cây mình tự tin là cây mình đã đẹp, tại vì mình lựa từng gốc mà. Thì mình là cái người đi bán nho thì mình biết cây nào đẹp và cây nào đúng cơ bản của cái cây nó đẹp thì mình mới lựa nó, cho nên cái giá nó sẽ cao hơn. Đó. Đây, cây này đang ra hoa nè, ra hoa rất là nhiều ha. Thì có nhiều khách á, ví dụ như cái cây đó rất là đẹp luôn mà chọn được cái cây đó rồi mà vẫn trả giá. Mình có thể là mình sẽ không bán cho họ mà mình bán được cho người khác với cái giá đó bình thường. Đây là mình đang soạn ra đóng nè. Đó, nguyên bữa nay là mình sẽ đóng tất cả các cây này ha các bạn. Là tầm 10 đơn đó các bạn. Đây là đã xong được 3 đơn nè. Đây là anh này anh mua 3 cây này nè các bạn. 3 cây này ha. 3 thường thường 3 cây. Thường thường 2 cây trở lên là mình giao Viettel theo các bạn. Viettel theo thì nó gom đơn, có nghĩa là 3 cây thì nó tạo chung một cái mã đơn thôi. Còn GNT thì mình giao từng lẻ từng đơn thì mình sẽ gửi GNT ha. GNT thì mỗi cây nó mà một mã đơn. Để nó sẽ không bị lạc đơn các bạn. Với lại là mình giao tới 3 nhà vận chuyển các bạn. Có nghĩa thí dụ cây này á, nó cao trên 1,4 m thì mình sẽ giao bên Viettel ha. Còn nó dưới 1,4 m thì mình sẽ giao bên GNT ha các bạn. Tại GNT mà trên 1,4 m là nó không nhận ha các bạn. Rồi thì lại mình nói phỏng phỏng với tiền ship cho các bạn nè. Tiền ship của một cái cây bình quân, một cái cây 1,4 m. Đó, bình quân mà cái lô mà 1,4 triệu á thì tiền ship của nó là 170 ngàn một cây. Còn cái lô mà 1,1 triệu á thì nó lùn hơn, với lại cái bầu đất nó nhỏ hơn thì cân nặng nó sẽ nhẹ hơn, thì nó là tầm giá là 150 ha, 150 một cây. Đó là tiền ship mà mình giao hàng ngày đó các bạn. Có nghĩa là mình ký ký hợp đồng với bên nhà vận chuyển á, là cố định giá ship á các bạn. Cho nên mình nói tiền ship mình bao ship giá rất là mắc, nên là mình bớt thì bớt không được nhiều. Ví dụ như anh em nào mà mua cây bên mình rồi quay lại mua nữa thì mình sẽ chấp nhận bớt cho anh em cái giá ưu đãi ha. Ví dụ như bớt 100 ngàn vậy đó. Còn anh em nào mới mua bên mình á, thì có thể mình bớt là 50 ngàn để làm quen vậy đó. Chứ mình không có bớt nhiều được. Tại vì mình bớt nhiều nữa thì tiền ship nữa này kia nữa thì nó ra chi phí, cái là mình chưa có kể là tới cái chi phí mà vận chuyển cây về nữa các bạn. Mình cũng mướn xe tải mình vận chuyển, là cái tiền phí đó là mình cũng đã mướn xe tải rồi, mình cũng chưa tính vô đó nữa đó, với là thêm cái công đóng hàng này kia cũng rất là nhiều chi phí các bạn.
mấy cái giấy này mình cũng mua nữa nè đó, mấy cái bao tải này mình cũng mua nữa nè, những cái bao mà bao lúa mà bao 2-3 dạ này mình cũng mua luôn các bạn. Nói chung những cái chi phí băng keo này nọ thì mình không có tính trong đó đó, cho nên rất là nhiều chi phí. Nhiều khi mình nói trước cho các bạn để các bạn thông cảm cho mình đó, nếu mà các bạn đã chấp nhận mua cây bên mình thì các bạn cứ thoải mái mà mua ha. Còn về tiền, về chi phí này kia thì mình đã theo cái thị trường cho nên mình không có bán cao quá đâu các bạn, vừa phải thôi chứ không đến mức độ cao quá. Dù cây đẹp thì nó mắc hơn 50.000, 100.000 bình thường đó, nhưng mà mình được cái cây đẹp ha. Rồi thôi mình kết thúc video ra đây để mình chở hàng đi các bạn, thì do nhiều đơn hàng á, mình ra bên GMT á thì nó không có vô nó vận chuyển ha, tự mình phải tự đi chở trước 5 giờ. Có nhiều khi mình đóng hàng cho các bạn xong rồi mà trễ chuyến á, cho nên mình phải dời qua ngày mai mình mới gửi, có nhiều khi nó chậm 1-2 ngày á các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn, các bạn có nhu cầu mua nho thân gỗ thì kết bạn Zalo với mình ha. Chủ nhật này mình sẽ về một cái lô hàng mới, cái lô hàng mới này chắc có thể là sẽ có những cái mức giá thấp hơn tí ha. Tùy mỗi cái lô hàng nó về thì cái giá sỉ nó như thế nào mình sẽ bán như thế nấy, chứ mình không có phải là mình kê lên bán bất chấp nha các bạn đó, tùy thôi. Ví dụ mình nhập giá sỉ được cái giá sỉ rẻ mà được lựa cây nữa thì mình sẽ bán cái giá rẻ lại cho các bạn ha. Còn nếu mình lựa, nếu mà cái giá sỉ nó vẫn cố định hoặc là vẫn cao thì mình vẫn bán giá cố định ha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.